Ok, đầu tiên em xin chào tất cả những anh em cần thủ 50 câu cá nha. Hôm nay em sẽ lên cho anh em tất cả là 9 con máy. Máy siêu bạo lực luôn. Em vô cụ thể từng set máy cho anh em xem. Đây, con máy thứ nhất. Con máy này là máy tay vô. Ngoại hình xuất sắc cho 5 tháng nha anh em. Đây, mũi nhọn xuất sắc. Và tạo miên mực. Máy này thì là máy chuẩn 10.000, chạy hai mặt đạn hàng Taizo của Nhật. Đây, Taizo Nhật. Giá cái này em bán hôm nay là 400k nha anh em. Máy 10.000 400k. Rồi cộng ok. Mô bên sóng. Đây tức ok, con lăn ok. Gấp tay ok. Máy 10.000. Rồi, tiếp theo máy số 2. Máy số 2 của mình là Shimano Z 3.000. Xe thật là tầm 8-9.000. 8-9.000, hoạt động ok. Đây, lắc tài cũng quậy nữa. Mua bị sống. Con lăn thì quẳng lăn nha anh em. Hàng em bán là em kiểm tra con lăn này kỹ cho anh em. Bên sống ok, hàng này hàng có chữ Nhật luôn. Shimano. Ngoại hình con này cầm bán 90%. Cốt thì chốt. Cốt thì cốt cho lực. Hoạt động ok. Tay quay gặp. Giá con này em đang bán công khai luôn. Công khai cho anh em luôn là 450k cho anh em nha. Hàng chuẩn 10.000, bánh thì bánh em bao nha. Hàng này hàng chuẩn 10.000. Đánh bao hết về cảo cá thì bao loại này gấp là bền nha anh em. Shimano Z 3.000. Tiếp theo cho con mình là con Shimano 3S6. Hàng này hàng cũng chuẩn là xây 10.000, cước bự được 200m, nồi thì nào bằng nhôm không bị mối ăn, dòng tua là 1.5.3, máy chạy là để em coi mấy mặt đạn. Con này chắc chạy hai mặt đạn. Hoạt động rất là mượt nha anh em, dòng tua 5 chấm, hoạt động rất là ok. Con lăn thì là con lăn chống gối cước. Bật thì ok. Để cước ok. Hoạt động êm mượt. Con này thích hợp cho anh em nào cảo cá nha. Dòng tua 5 chấm. Tạm em cạo cá. Đây, hàng chuẩn Nhật. Giá con này khoảng là 450k. Rồi. Máy này là máy số 4. Tiếp theo là máy số 4. Đây, máy số 4 của mình là một con Shimano 3000Z, giống con đó luôn, mà con này mới hơn tí thôi. Mới hơn nhiều luôn. Mọi thứ ok, trước đây tí. Một bên sóng ok. Cốt phải là cốt cho lực nha anh em. Cốt cho lực. Hoạt động ok, êm mượt. Máy đổi trái phải bình thường nha anh em. Giá con này bán công khai luôn 450k cho anh em nào cần. Một bên sóng. Hoạt động khỏi bàn rồi. Giá 450k. Shimano. Máy máy số 34. Đây. Máy cô năm của mình là Daiwa XT5000. Con lăn lăn nha anh em. Chỉnh tất cả máy bán ra đều chỉnh con lăn lăn hết cho anh em. Máy này tương đương với máy 9000 10000. Hoạt động không rung lắc nha. Ngoại hình xuất sắc nhưng hoạt động rất là ok, không rung lắc. Em mượt luôn. Cốp thì cốp cho lực. Đây anh em. Hoạt động thì ok. Em quay nó lắc nhưng mà khi vô cần nó rất là cứng máy. Tay em cầm đâu có cứng đâu, nó vẫn lắc. Đây con lăn vẫn lăn anh em, đây. Hàng chữ Nhật. Giá em bán là 450k luôn, đây nó bể đứt đây chút. Mọi thứ ok hết.
này máy số 6, máy là máy số 5, máy số 6. Máy số 6 của mình là con SS 9000 LG. Hàng này anh em nào đánh bông lau, đánh bầu lực thì đánh biển thì dư sức biết con này. Mô bin thì mô bin sống. Con lăng hiện đang chống với cước. Con lăng quẳng lăng nha anh em. Hàng chuẩn Nhật. Máy body carbon toàn thân. Kính carbon. Nhựa carbon. Xây này tương đương với xây 10.000 và cộng M không con lắc. Đây tăng đường một bên trên đây. Đúng. Đồng ok. Giá con này em đang bán là 1,2 triệu anh em. 1,2 triệu. Anh em nào cảo bông lau đánh biển thì hốt con này về đánh, em bao hết thể loại đó luôn. Tiếp theo của mình là máy số 7. Thì máy số 7 em lên một con chiên cho anh em nào sưu tầm đánh bạo lực, đánh biển, đánh bông lau. Con này vẫn là SS 9000 dây RG dây. Con này là nhông bằng thép nha anh em, nhông bằng thép. Tem đầy đủ, tem hết, tem đầy qua, tem vàng hai bên, chữ Nhật, tem đích đầy đủ hết. Ngoại hình con này tầm khoảng 95%, hoạt động êm ok, không rung lắc, êm mượt. Này có phá âm nha, cái này là phá âm, thấy không? Cái này là phá một bên chết nha anh em, phá một bên chết, chết. Mình thì sống. Giá này anh đang bán cho anh em là 2 triệu. Cho anh em nào cần đánh bông lau sưu tầm, ngoại hình tầm khoảng 95%, hoạt động ok. Tiếp theo là mình làm máy sưu. Đây, máy số 8 của mình là con 808. Hàng này chỉ 3 mặt đạn. Đây, ngoại hình tầm khoảng 95%. Đây, không xước, có những xước nhẹ. Đây, thằng nhòm mất in Japan. Cõi thì ok, không rung lắc. Có lượng này nặng 1,02 kg, vòng tường 1.3.2. Chỉ 3 mặt đạn. Thông số cước, cước 20 rồi 180m, cước 18 thì được 200m, xe 18.000, 17-18.000, hoạt động ok, không công lắc. Máy sử dụng cốt là cốt trợ lực. Con lăng là con lăng bằng sứ. Đây đây nét con lăng cho anh em xem. Con lăng là con lăng bằng sứ. Hoạt động ok, không công lắc. Hàng này chuyên cho anh em đánh biển, đánh bạo lực, cạo cá, tay to. Giá cái này em mang bán là 1,7 triệu nha anh em, 1,7 triệu. Ngoại hình mới tính tầm 95% nha. Nồi không sơn, nồi rất là bóng nha anh em. Cốt đây, cốt đây, áo anh em coi cốt luôn. Này cốt nữa đây, hoạt động đây, đúng không? Lắc nhẹ là quay. Giá này bạn bán công khai 1,7 triệu nha anh em, xe 18.000, anh em nào cần. Tiếp đây anh em, tiếp theo cho mình là con carbon Shimano carbon IS 9000. Con này hỗ trợ hai nồi anh em, nồi nào chuẩn carbon đây, quăng lên đây. Rồi chỉnh carbon nha anh em, máy mới tầm khoảng 95%. Hai nồi. Hoạt động ok, êm mượt. Hai mặt đạn nhông bằng thép. Hoạt động ok, không rung lắc. Hai chế độ ba tuner luôn. Mô bin chết, xả đầu. Xả nhanh. Xả đứt. Hoạt động ok,
giá con này bán là 2,2 triệu anh em, cái tắc farm 2,2 triệu cho anh em nào cần, anh em nào đánh bông lau thì hốt con này là về ok. Sáu mươi tích tắc 60 đầu, hàng chữ nhật rộng ok. Anh em đánh biển, đánh giặt bờ biển, cẩu cá thì hốt con này. Giá này là 2,2 triệu. Hai nồi carbon gõ gàng cho anh em. Đây, carbon gõ vô giống như kim loại gõ.